Thì cái mà Quy thích trên chiếc xe này nữa là hồi nãy anh Trung có chia sẻ thêm là ở trên đây thì có cái công nghệ thì RC-Van gì đó, thì cái công nghệ đó lúc mà ảnh nói thì cảm giác của Quy nó giống như là VVA vậy đó, thì nó sẽ giúp là tiết kiệm xăng, nhưng mà khi cần thì cái lỗ van nó sẽ mở to ra để mà cái gia tốc nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó cũng là một cái lợi thế rất là hay luôn, mà trên những chiếc Z hay Sibor nó hay là Novadap thì vẫn chưa có. Công nhận đã thiệt sự. Trước đây thì anh em cũng biết là Quy có quay mấy chiếc xe NSR50 này nọ, thì đó là những chiếc xe cổ của nhà Honda dòng 2 thì. Và những chiếc xe đó thì ngoài cái giá trị cao khi mở về Việt Nam thì đối với những người chơi thì đó là một đam mê của họ, và nó mang một cái giá trị lịch sử cực kỳ. Và ngày hôm nay quay trở lại đây thì Huy muốn chia sẻ cho anh em một chiếc xe và cũng là một bản độ, tuy nhiên nó là có thể là gọi là người Anh xíu của 50. Nó là 150cc, và người sở hữu chiếc xe này cũng sẽ có nhiều chia sẻ rất là hay đối với anh em, bởi vì anh ta rất là tâm huyết, không những là giữ chiếc xe ở trong một cái trạng thái tốt nhất, hoàn hảo nhất, mà đã đổ nó lại với những cái món đồ chơi rất là giá trị, đặc biệt và độc nhất ở Việt Nam này. Đó là anh Lê Trung. Hello, xin chào anh. Chào em. Đây, thì đây là chủ nhân cái chiếc xe này, và có thể anh có thể chia sẻ cho em đôi chút là anh đã chơi cái dòng xe này là khoảng bao lâu rồi, và trước khi mà anh chơi nó thì anh đã trải qua những cái dòng xe nào rồi? Nay anh em mình gặp đây, anh cũng chia sẻ ít kinh nghiệm về cái dòng này. Thì anh đã chơi cái dòng này chắc cũng phải hơn 10 năm rồi đó. Và anh nói chung là đặt riêng cái dòng 2 thì thì anh chơi qua rất nhiều chiếc, nhưng mà chiếc NSR150 này á thì là gắn bó nó cũng phải chắc cũng phải gần cả chục chiếc rồi đó, cho nên gọi là hiểu nó thì hiểu nhiều về nó lắm. Mà một chục chiếc á cũng đó. Là dòng NSR cũng đúng phân khúc là 150 thôi, hay là nó trải qua ra nhiều? Anh đã qua 50 nè, 150, 250 rồi 400 là dòng cao nhất của NSR luôn rồi đó. Em nhớ hình như là có 500 đúng không ta? 500 là cái con đó là con bản đua, con đó là chuyên nghiệp. Còn mình đang kể là những cái con mà có thể chạy ngoài đường là có đèn. Vậy như coi như là 4 con là đã chạy hết rồi. Đúng rồi, riêng dòng Honda. Hiện tại thì bây giờ mình dừng lại ở 150, lý do tại sao anh? Khi thật sự ra gọi là mình quay lại cái con này á, là tại sao? Tại vì cái con này là bây giờ nó có một cái ý tưởng. Hồi đó là mình đã chơi cái con này, cái xe Jin rất là đẹp rồi. Và khi thời điểm đó mình bán cái con này đi á, là mình đã không có cái suy nghĩ là sẽ mua lại một con này để chơi nữa. Nhưng mà thời gian gần đây có một cái ý tưởng, một cái ý tưởng là sẽ độ nó lại một số cái nó để phù hợp cho mình, cho anh em chơi xe đó, và làm cho nó một cái phiên bản gọi là đặc biệt đó. Và có thể anh em đang thấy thì khi mà mình nhìn thoáng qua một chiếc xe này chạy ngoài đường, và với những option mà anh Trung đã chia sẻ là đã độ lên rồi, thật sự cá nhân Huy luôn cũng khó mà có thể nhận ra được đó. Bởi vì thật sự thì cái con này nó cũng hơi khó vì cái những món đồ chơi thay đổi, có thể là mình khó nhận biết được lắm anh. Đúng rồi. Thì trước khi mà anh Trung ảnh chia sẻ sâu hơn thì Huy nghĩ là những bạn đang xem clip này cũng sẽ muốn sở hữu một chiếc xe NSR150. Thì không biết là nếu như em giống như là thích đi đây trang giấy trắng nè, thì làm sao mà mình có thể mình biết được, mình chọn ra một chiếc xe mà giá hợp lý mà đi đường thì cũng có gì đó an toàn. Rồi. Ok, thì đầu tiên á, nói chung là dòng 2 thì ở Việt Nam á, cái quan trọng nhất không phải là chiếc xe mà là giấy xịn đó. Thì để chơi cái dòng này á thì anh em đầu tiên phải kiếm ra một chiếc xe đúng giấy xịn cái đã. Thì giấy xịn sao á thì mình sẽ vô cái phần phân biệt cái con này trước. Sau đó cái giấy xịn đó thì mình mới bắt đầu về, mình sẽ dọn theo ý thích của mình và mình sẽ làm những cái gì cần thiết để mình chơi được đó. Thì cái đó mình sẽ trong cái clip này mình sẽ chỉ cho anh em trải nghiệm luôn. Thì bây giờ mình đi vô cái tới cái giấy xịn đi ha. Là số bây giờ là số sườn số máy đi.
Thì anh em chơi cái dòng này á, anh em mua á, là anh em đầu tiên anh phải coi cái số sườn trước. Đó, con này nè, ở tại Việt Nam á, nó chỉ có 3 đời thôi. Nó không như xì bò và vét đâu, 3 đời thôi. Cho nên anh em chú ý nghe và anh em phân biệt. Thì khi anh em đi mua á, không bao giờ bị dính mấy cái bậy bạ được. Đầu tiên là một cái hình SB như vậy ha. Thì cái con mà người ta hay nói là cái con NSR SB một gấp. Yeah. Thì cái con một gấp á, cái số sườn của nó sẽ là cái mã này nè, NS150SB, bắt buộc nó phải là như vậy. Rồi, tới cái con mà thị trường Việt Nam là nhập chính ngạch nhiều nhất á, là cái con giống vậy luôn nhưng mà nó là hai gấp. Yeah. Thì số sườn số máy của nó là NS150B. Đó, cái con một gấp á, là nó có chữ SB. Còn cái con hai gấp á, là nó không có chữ S, nó là chữ B luôn. Rồi, còn cái con này, riêng cái con này là một cái con nó nằm giữa cái đời hai gấp và một gấp. Thật sự nó rất hiếm, giấy xịn của nó rất hiếm. Cho nên cái để mà phân biệt cái hiếm đó thì cái mã số sườn của nó cũng khác luôn. Nó là NS150RR. Thì dân chơi người ta hay gọi là RR đúp á, là cái số sườn của nó là mang RR. Nhưng mà tên của nó là RR đúp. Đó, cái riêng cái RR đúp á, với lại cái con SB á, thật sự nó không có nhập chính ngạch tại Việt Nam nha. Chỉ có con RR hai gấp nó mới nhập chính ngạch tại Việt Nam thôi. Còn những con này là chỉ có thị trường Thái hoặc mấy nước như Malaysia, Indo cũng có, bản thân Nhật cũng có luôn. Đó. Còn cái con RR đúp này á, tại Việt Nam á, thì mình nói thiệt mình đã trải qua nhiều rồi. Mình chỉ thấy có 3 con giấy xịn thôi. SB thì có khoảng chục con. Còn lại là toàn bộ là RR hai gấp hết. Vậy là trong 3 con giấy xịn đó thì anh đang sở hữu một con. Đúng rồi. Dạ. Hồi đó 3 con đó là của mình luôn nhưng mà mình bán đi cho mấy anh em hết rồi. Cái lúc mà Huy không biết, Huy nghe trên clip á, trên mạng á, tìm hiểu thì cứ tưởng, em cứ tưởng là RR đúp á. Có nghĩa là giống như là mấy con KTM đúp. Nhưng mà thật sự đúp, đúp có nghĩa ở đây là nó hai chữ R nên nó đúp với nhau, đúng không anh? Đúng rồi, RR đúp liêu á. Dạ. Nó là vậy. Rồi, bây giờ sau khi xong phần giấy rồi tới phần gì nữa ta? Bây giờ tới giấy xong rồi đó anh. Dạ. Em có một cái xe giấy xịn rồi. Dạ. Thì anh em mới bây giờ là máy móc với lại như thế nào là xe zin. Tính ra cái phần máy móc đó, hơi bị chua. Không, mình nói máy móc là mình nói là anh em cần làm cái gì cái gì cái gì thôi. Đó. Thì đó thì đơn giản là xe này nè, mình khuyên anh em đều là cố gắng trả nó về zin thôi, đừng có độ gì hết. Đó, anh em nào rành hơn thì mới cần độ. Còn nếu mà để mua chơi thôi đó thì anh em chỉ quan tâm cái này nè. Đầu tiên cái con này á, nó có tên là, người ta hay gọi nó là RC Van, mà nhiều anh em hay đọc chạy chạy qua là NC Van, Van nằm đường vậy đó. Đó, người ta chưa quê vậy đúng không? Đó, thì nó là RC Van, nó có nghĩa là sao, là nó xài cái bộ van bô. Đó, cho nên anh em mua xe này á, anh em cần quan tâm, anh em hỏi cái người bán á, là con này van bô còn hoạt động không, lòng nó là lòng kiến cháy zin không, dên zin hay không, chỉ cần 3 cái thông tin đó thôi. Nếu người ta trả lời là đúng như vậy hết thì anh em nên chơi. Dạ. Giấy xịn và thông tin đó thì mình khuyên là nên chơi, tại vì chơi đó nó đỡ tốn kém lắm. Riêng cái máy mà anh em trả về cái van bô hoạt động, cháy zin, dên zin, anh em tốn phải 20 triệu đó. Ừ. Thốn thì anh à. Ừ. Còn khi rành hơn thì mình mới độ, nhưng mà mình cũng khuyên anh em luôn, giống con này nè, mình chỉ độ gì gọi là ba món giống như giờ hay gọi vậy á. Dạ. Là xăng, lửa với bô thôi, nên vậy thôi. Ừ. Giống mấy da dép đó, đó kiểu mấy món ăn chơi. Ừ, mấy món ăn chơi đó. Dạ. Đó. Rồi rồi thì bây giờ em nghĩ là trước khi mà mình nói thêm về những cái phần sâu xa thì mình để cái khúc cuối đi. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ về cái nào mà tâm huyết nhất trên chiếc xe này mà anh đã độ nó. Rồi. Dạ. Cái tâm huyết nhất của cái xe này á, thực sự ra mình nói mình làm, mình mua lại cái xe này và mình dọn lại cái phiên bản này á. Dạ. Là mình chỉ làm một chiếc duy nhất này thôi. Bây giờ anh em có đặt mình làm mình cũng không làm nữa. Tại vì cái này là một cái ý tưởng. Một cái ý tưởng mà mình thực hiện cái ý tưởng đó trên một chiếc này thôi. Còn anh em có khả năng sau này anh em cứ tự làm theo cái ý tưởng này nếu thấy nó đẹp. Đó. Thì đầu tiên á, là mình có cái ý tưởng gì? Hồi xưa giờ cái con NSR này á, trong 3 đời luôn nó cũng đi phục thường. Yeah. Chứ nó không có đi phục xe đao. Rất là xấu, dáng thì rất là đẹp. Nhưng mà cái phục thường á, là làm cho mình không thích rồi. Đó. Yeah. Cho nên cái ý tưởng đầu tiên á, là mình sẽ úp một cái phục úp xe đao vô cho nó. Mà để úp cái phục úp xe đao vô á, thì mình lựa cái gì?
thì mình chơi lâu rồi đó, thì hồi xưa cũng có làm luôn, là úp cái này nè, cái phủ xe đao này nè của CBR 600. Sau này là cũng có CBR 250, rồi su rồi X600. Thì nó bị cái gì, nó sẽ bị hai cái lỗi, là đầu tiên là cái do cái phục của nó từ của con CBR 20 đi, thì cái này nó cứng lắm, nó cái xác này là một cái xác có 130 mấy ký thôi và 150, cho nên nó không phù hợp, chạy qua ổ gà nó nhúng không được đó. Cái thứ hai là khi mà vô cái vàng nó bự rất là nặng, với lại cái đầu này nè, cái đầu này nó sẽ bị cao hơn cái vàng rất nhiều, nó ngóc cái đầu lên. Dạ, anh em đi ban ngày thì xấu là tất nhiên rồi, nhưng mà ban đêm cái đèn này chiếu lên trên trời không à. Đó, cho nên đâm ra là mình mới từ cái ý tưởng đó thì mình mới nghĩ rằng là phải gắn một cái bộ phủ xe đao phù hợp. Có nghĩa là cái bộ này là của con Kaiwa Mito 125. Là cái bộ mà hồi nãy lúc mà em qua bên quán cà phê của anh là thấy anh để vàng éo trên đúng rồi. Tủ không? Đúng rồi, thì mình mua cái chiếc xe đó thì chỉ lấy cái phuộc này thôi, còn vàng áo với cục máy thì nằm đó để từ từ đáp lại sau, để thực hiện cho cái ý tưởng của mình đó. Thì vì sao cái gắn cái này á, con Kaiwa Mito là cái con có 125 phân khối thôi, thì nó tương đồng với con 150 đó, và cái phuộc nhúng của nó rất là nhẹ, mặc dù cái bản ti rất là lớn, nhìn rất là đẹp đó. Cho nên khi mà mình gắn vô vậy á, là chạy nhúng đồ phù hợp lắm, mà điển hình là cái đầu nó gục xuống đúng xì bọt. Dạ. Cái ghi đông của nó là cũng dạng sport rồi, đúng không anh? Đúng rồi, ghi đông của con Kaiwa Mito là xì bọt, nhưng mà cái con 150 này nè, anh em úp á, khó là vậy nè. Con này zin á, là ghi đông này nó đặt nằm ở trên luôn nha, nó nằm trên chẳng ba luôn. Dạ. Zin của nó vẫn là nằm trên, cho nên mình buộc mình phải gắn làm sao cho nó nằm trên. Của Kaiwa Mito là nằm dưới. Đó. À. Cho nên nhưng mà anh em á, mà để xuống dưới á thì quay đụng liền, một đụng đồng hồ, hai đụng vàng áo, với lại em nghĩ là nó sẽ chòm dữ lắm luôn. Đúng rồi, chòm lắm cho luôn. Nên mình làm sao, mình độ làm sao mà cái con xe mình á nó vẫn giữ được những cái chất mà cái thế ngồi nó zin nguyên bản nó, và những cái vị trí của nó phải y như vậy, chứ thả như đi đông xuống dưới rồi sửa rồi tùm lum la nâng vàng đầu lên nữa này nọ phiền lắm. Có nhiều anh em á chế vô xong không gắn đồng hồ được nữa, để chống luôn, mua cái cô xô gọn gọn để. Thì anh em sẽ thấy là như ảnh chia sẻ nãy giờ thì cây phuộc này á, ảnh gắn là anh cũng chọn lựa và tính toán kỹ lắm, làm sao mà để không đụng cái phần dựa vàng áo, mà làm sao mà khi mà mình nhìn trực diện về cái phần đầu á, mình sẽ thấy là nó cân đối, nó đẹp đó, từ phần dẻ cái phần đầu nè, nó sẽ có một khoảng cách vừa đủ, nhìn nó ngầu đúng không anh? Với dạ. Lại á, thì sao mình chọn cái con Kaiwa Mito không, tại con Kaiwa Mito á là nó của Ý, cho nên toàn bộ đồ của nó là đồ chơi hết, ngay cả đồ zin của nó luôn á, giống như nè ở đây á là chản ba nhôm hết, trên dưới chản ba nhôm hết đó. Cái ti phuộc của nó là cũng là của hãng Mayoshi chứ không phải là thường. Rồi đây là zin nó luôn, là cái dẻ này zin nó với cái con heo là Rembo zin luôn, zin luôn anh. Cho nên mình úp một cái tính năng úp xe đào vô một cái xe đó mà vừa có đồ hiệu luôn đó, cho nên anh em sẽ thích hơn. Chứ ví dụ anh em chơi Honda thì cây phục heo là bình thường đó, cho nên mình úp một cái vậy thì nó đồ gì nó gắn rất là hoàn hảo. Dạ. Cái này là cái mình ưng ý lắm á, tại hồi xưa tới giờ á, cái con này là mọi người chỉ chê nó được ở một điểm thôi, mà Honda gần như là bị hoài à, là cái xe xịn cỡ nào đẹp cỡ nào mà phục trước là phục thường. Đúng rồi, em thấy nó nhìn nó yếu yếu. Con N50 cũng vậy. Dạ. Cũng thuộc thường. Rồi mấy cái con sau này luôn, tới ngay cả cái con cuối cùng của bản thương mại con NS400R cũng thuộc thường. Đó. Nãy giờ thì anh Trung hướng dẫn anh em mình là phân biệt các dòng đời nó như thế nào rồi nè. Rồi nói về những cái tâm quý của ảnh độ trên chiếc xe này, thì bây giờ em nghĩ anh có thể chia sẻ đôi chút về ở thời điểm hiện tại thì cái giá trị của những cái dòng đời mà anh vừa chia sẻ thì nó khoảng bao nhiêu, với lại là chơi nó thì nó có những cái căn bệnh hiểm nghèo gì mà có nhiều người họ sợ hay không? Rồi thì đầu tiên là bây giờ tới cái anh em sẽ trên mạng sẽ thấy cái dòng xe này nó bán, thì nó sẽ bán là tầm ở cái giá như giấy vậy nè. Thì nếu mà nó đúng là giấy RR là giấy hai gấp
đó, thì nó sẽ dao động là từ 80 cho tới 120 là xe zin đó, 80 triệu tới 120 triệu là xe zin. Còn xe đồ chơi thì anh em cứ cộng đồ chơi vô thôi. Rồi còn anh em mà thấy một con SB giống vậy, một con SB một góc này mà giấy RR thì nó sẽ dao động từ 60 cho tới 100 đổ lại. Tại vì sao? Đó là xe SB mà không biến giấy, giấy RR thì nó sẽ dao động tầm đó thôi đó. Và riêng cái con SB đúng giấy luôn, con SB đúng giấy luôn thì thực sự ra bây giờ những anh em mà đang sở hữu những con đó đó họ không bán đâu. Mà nếu có bán á thì giá nó phải tầm 180-200 trở lên, chứ nó không có dưới giá đó được. Tại vì riêng SB ở Việt Nam này mình nghĩ chắc cũng đợn chục con thôi à, chứ không có nhiều. Ừ, còn riêng con RRDUP này thì giấy nó càng hiếm hơn nữa đó, thì giá nó cũng sẽ như SB vậy đó, xe zin là sẽ tầm 180-200 tùy. Còn xe vô đồ chơi thì nó lại khác đó. Giống như đơn giản anh em vô đồ chơi này nè thì anh em cứ tính đi, 180-200 đó là xe zin thôi. Còn anh em dọn mới vô đồ chơi thì nó sẽ ra cái giá của một cái con xe như trong clip đó. Đó là cái anh em sẽ thấy ở trên mạng nó bán vậy đó. Nó chỉ có giờ nó chỉ có lanh quanh ba cái mẫu đó và ba cái giá nhất định đó thôi đó. Thì chơi với lại qua cái phần thứ hai là cái phần về cái xe hai thì á, thì anh em hay sợ là nó mắc những cái bệnh nan y mà mình chơi làm về nuôi bệnh đó đó. Thì từ cái con mà 150 này á là Honda nó bắt đầu xài cái van bô, cái van bô mở tóc, cho nên á anh em chơi con này á anh em phải phải xử lý được cái đó. Có nghĩa là khi đi mình đi mua á, mình hỏi chủ xe là anh ơi cái van bô này còn hoạt động không. Nếu mà cái con đó mà nó không còn van bô hoạt động, anh em tốn khá nhiều tiền á, với lại nó mất đi cái chất xe này. Xe này mà nó không còn van bô nữa thì nó bình thường lắm, nó giống như dạng máy khô như là ZZ với Sibo Nova vậy đó, nó sẽ không có cái van bô đó. Con này nó chỉ nổi tiếng khi nó có van bô thôi, cho nên anh em mua chú ý là anh em phải hỏi chủ xe là bao anh em là van bô hoạt động đó. Mà van bô nó không chỉ là cái motor không, mà nó còn cái lồng, cái kéo, cái van trong nữa và con IC nữa đó, cho nên nó đi một bộ như vậy đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là chơi hai thì anh em hay bị cái bệnh này nè, là đậu lâu thời gian chảy xăng. Cái hai á là chết bu đi. Thì chảy xăng sao, ngoài chuyện bình xăng nó không tốt, nhưng mà cái bình xăng lớn này là quan trọng lắm. Có điều kiện á anh em nên mua cái bình xăng này mới, hàng mới thái có. Còn không á, hàng cũ á thì anh em phải biết xử lý để cho nó đừng có mục. Phần lớn những dòng đời này á là nó năm 98, 2000 tới nay hai mấy năm rồi. Dạ. Thì á, nó mục hết à. Mà nếu mà nó mục á là nó chảy xăng, nó chảy cái sét đồ mấy cái dơ á là chảy xuống dưới bình xăng con là chảy xăng liền. Thì khi mà anh em mua nó mà ở nhà dựng nhà nó chảy đầy xăng lên láng hết nản liền. Đó, rồi cái xăng nó không chuẩn. Nhớt của nó cũng không xong nữa, xe này là xe xăng pha nhớt. Nó không xong vậy luôn. Thì á nó sẽ hay chết bu gi. Đó. Mà mình đang đi ra ốp với anh em chạy giữa đường chết bu gi, ra tới nơi ốp nản liền. Đó, cho nên đâm ra là cái đó cũng là một cái bệnh mà thường á anh em hay y ở trên cái này là cứ mua bình xăng con khác không à. Dạ. Mua bình nô bình này đủ với bình hết, nhưng mà ở trên đây mình không xử lý cái bình này. Đó, rồi cái nữa là giống như lúc clip đầu á mình có nói á là cái con xe này nè nó mắc tiền ở cái chỗ phần máy lắm. Cho nên anh em ráng mua, người nào người ta dám bao mình á là xe này còn dên zin, lồng zin, trái zin thì đỡ tốn tiền lắm đó. Chứ còn mà ba mấy cái món mà mình vừa liệt kê á mà nó không còn zin được á là anh em tốn có khi là bằng tiền mua nó luôn á. Mà mấy cái đó hiếm lắm, mấy cái đó gần như là bây giờ chỉ còn hàng mới thôi, với hàng mà rã xe ra lấy từ cục máy này qua xài á. Dạ. Ủa cho em hỏi xíu là giống như cái bình xăng này nè, anh nói là một là mình mua mới, còn hai là mình xử lý. Vậy mình xử lý nó thì mình nên xử lý như thế nào? Câu hỏi này cũng hay luôn nè. Hỏi này là câu hỏi về kỹ thuật nè, hay nè. Thì thường chơi này á, xử lý là cái gì? Là mình đổ keo trồng, xúc sạch hết. Xúc không á thì thời gian nó cũng rỉ lại. Mình mua keo mình đổ bên trong. Mình mua keo gì ạ? Anh em ra nói ngoài đó là tao biết. Cái đó mình mua keo mình đổ bên trong.
Thì anh em cứ việc ra mấy cái chỗ mà bán keo á, nói người ta là mua cái dung dịch để mà xử lý ở bên trong của mấy cái thùng này. Thì nó giống như là một cái lớp chán. Cái mình về á, mình để vô đó mình lát đều chán hết. Giống như nó có một cái lớp. Thì nó sẽ không mục này nữa. Đó, thì muốn chắc ăn á thì chán xong để khô rồi mình lại chán tiếp mấy lần nữa thì cái bình nó sẽ chắc. Đó. Toàn bộ không riêng gì dòng này đâu, anh em chơi hai thì con N50 cũng vậy, con N50 là bệnh vậy luôn. Chỉ có cái con N250 là gần như nó không bị, tại vì N20 cái bình xăng của nó ở trong á là nó chán kẽm. Cho nên nó ít mục lắm. Chỉ có anh em nào để lâu quá nó mới mục thôi. Chứ còn từ N50 dòng này, dòng 150 này tới con lớn nhất là con NSR400 vẫn mục. Đó, mà chỉ có mình cái đó là chia sẻ, gọi là mình cũng đau thương lắm cái đó rồi đó. Mới cuối cùng mới chọn cái giải pháp vậy. Chứ làm đồng nó không hết đâu nha. Ví dụ như nó mục ở dưới đây. Thường nó hay mục dưới đây nè. Cái anh em ra làm đồng, giờ cho anh em cắt làm đồng mới lại luôn, vẫn mục lại. Đó. Với lại một câu hỏi nữa, lỡ rồi hỏi đi nha anh. Thì khi mà mình đổ xăng vô á thì 1 lít xăng thì mình sẽ nhắm khoảng bao nhiêu lít nhớt để phù hợp, bao nhiêu mil á? Rồi rồi. Thì cái đó trả lời luôn. Cái đối với một con cái đó là thường á là cái đó là anh em mà chơi xì bo da z được là bắt đầu hồi đó là hay có cái tình trạng đó. Nhưng mà riêng những con đó cho tới con này là đều pha tự động hết. Nhưng mà những cái con á anh em đừng có độ về máy, anh em chỉ chạy zin thôi mà chuẩn thì mình không cần làm chuyện đó. Bản thân cái con này là nó có bình nhớt. Nó pha thì với cái tầm mà đời mà nãy rằng 150 trở lên á, anh em chỉ cần đụng vô ống ga thôi là nó đã kéo dây nhớt rồi. Cho nên yên tâm, không có phải tha thêm vô đó. Đụng ống ga thôi kéo dây nhớt rồi. Đó, cho nên nó chỉ cần là máy zin thì vấn đề đó không quan tâm. Đó, chỉ có châm vô nhớt đây thôi. Thì con này á chắc em cũng chưa thấy cái bình nhớt nó phải không? Thì sẵn đó ở đây anh cũng cho mọi người thấy luôn. Tại thường anh em cũng hay hỏi anh câu này lắm. Có nhiều người hỏi tháo cái bình nhớt nó ra ở đâu. Thế nào tháo lên, nó có cái cần nè. Thấy không? Dạ. Đó, kéo cần này lên. Là dỡ yên nó lên. À, vậy đó. Đó, đây bình nhớt. Hay vậy? Đây bình nước nhiệt. Dạ. Đó. Thấy không? Con này xuất xứ Thái cho nên những cái đồ của nó là nó sẽ còn dán những cái tên Thái trên đây. Tem zin luôn hả anh? À, đó. Dạ. Họ công nhận cái cần gạt hay quá ha. Ừ, đó, bởi vì nhiều anh em cũng không biết. Cái cứ đứng giật giật này hoài. Dạ. Đó. Đó, mình ấn xuống. Ấn xuống hả? Ừ. Đó, ấn vậy là xuống. Rồi. Đây là cái cục IC. Đó, thì đối với mấy cái con lớn này á, thì giống như câu hỏi của em nãy, câu hỏi đó cũng hay á, tại vì thường á anh em hay được tư vấn á là cứ đi á là cứ bỏ 1 lít xăng hoặc là 1 bình này nè, 2-3 đắp nhớt cũng được, nhưng mà đối đó là xe độ. Xe mà anh em ở trong đây làm máy độ này nọ độ á để chạy một cái cự ly ngắn hay gì á, hoặc là đi tu xa với anh em sợ á thì anh em cần. Chứ thật sự nếu mà đúng luôn á dên zin, lòng zin, trái zin, cái máy zin mà làm hoàn chỉnh thì anh em không cần pha vô đâu. Tại vì mấy cái con lớn này á, nó kéo dây nhớt nhiều lắm. Chỉ cần đạp đụng vô ga cái là kéo dây nhớt rồi. Cho nên mình đạp là khói mịt mù luôn. Mình pha vô là dễ chết bugi. Ok, thì nãy giờ anh em cũng nghe anh Lê Trung chia sẻ nhiều rồi. Thì Huy nghĩ là anh em cũng đang quan tâm cái phần cuối cùng luôn là cái tiếng bô của nó. Thì có thể nhờ anh Trung nốt phần còn lại luôn. Nhớt rất là nhiều. Này anh không pha gì vô thùng xăng nha. Nhưng mà thấy không? Đó. Mấy con 150 đỡ lên á là nó tự động pha, nó kéo dây nhớt nhiều lắm. Dạ. Đó, cho nên mình không có phải lo chuyện đó. Mình gọi cần pha. Đúng rồi. Dạ. Chỉ cần khi anh em độ cái máy lại. Anh em độ cái máy lại, anh em đi tour xa hay là cần chạy cự ly ngắn thì anh em phải pha vô cho chắc ăn.
với sẵn nổ máy á, mình cũng nói luôn là chơi hai thì này á, anh em mà để lâu á, đừng có cố đạp rồi rồ ga, đừng bao giờ rồ ga hết, cứ đạp đạp nó không nổ á, là mình tắt máy trở lại, mình tắt máy vậy xong rồi mình đạp không đi, mình đạp không mấy cái cho nó nổ. Yeah. Hai là kéo e lên đạp xong rồi mình bật chìa khóa mình đạp lại là nó nổ, chứ đừng thấy nó không nổ rồi cái vừa đạp vừa lên ga vậy nó ngợp hồi là nó không nổ luôn. Thì giải pháp mà để cho nó nổ nhanh nhất là gì? Đừng đạp nữa, xuống kiếm ai đó đẩy. Thì cái con hai thì á, chỉ cần cái xe nào á đẩy xe này đoạn thôi là nó nổ liền, chứ càng đứng càng đạp là càng chết á. Dạ. Hình như em nhớ là cũng nào SR 150 là nó bốn lỗ ốc đúng không anh? Đúng rồi. Mà sao này giờ nó còn gom lại có một cục bự này vậy? À, thì cái đây là một cái cũng tâm đắc của cái xe này á, là anh gắn một cái bộ không phải là bánh không mà là gấp bên cái gấp nhôm bên kia cũng khác luôn, của một cái xe khác luôn. Vậy là anh đổi nguyên một cái bộ luôn rồi. Đúng rồi. Cái con này vốn dĩ nó là một gấp nhưng mà anh cũng sẽ đi nó lại zin hình hài là một gấp hết. Dạ. Nhưng mà anh có cải tiến là cái gấp này là của một cái xe Honda 400 phân khối. Hai thì không anh? Không, bốn thì. Bốn thì. Đúng rồi, nhưng mà nó có những cái tính năng hay và phù hợp với cái con này cho nên anh gắn vô và giữ nó như vậy. Thì nó có nhiều tính năng hay lắm. Em thích cái là nó thẩm mỹ anh. Đúng rồi. Nó còn có gom lại một lỗ cốt mà nhìn nó đẹp. Thật ra thì mấy anh em chơi xe ở bên nước ngoài á, điển hình giờ là Thái là chơi cái này nhiều nhất á. Dạ. Thì người ta cũng gắn như vậy luôn. Dạ. Những cái xe zin của mấy anh em bên đó người ta cũng gắn một cái con ốc vậy luôn để thay cho cái bốn con ốc. Dạ. Nhưng mà người ta chỉ thay cái cùi và cái bánh thôi chứ người ta không có thay cái gấp. Thật sự mình ở đây mình thay cái gấp này á, anh nghĩ là anh coi mấy cái trang nước ngoài lẫn ở đây á, là cũng chưa ai dám thay cái gấp này hết. Cái chấu mâm này nó có khác gì không anh? À, cái cây mâm này á. Dạ. Thì nó hao hao giống nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ á, thì nó cũng có khác. Nó khác cái dễ phân biệt nhất á, là cái bảng mâm này á, nó rất là lớn. Cái dòng mâm này á, cái bánh này là bánh 18, cái con zin là bánh 17, còn cái con này á, là bánh 18 đó. Và cái bảng mâm bề ngang nó là nó cũng lớn hơn cái xe zin cho nên khi mà em nhìn phía sau tới á, em sẽ thấy cái bảng bánh nó rất là đẹp, nó nở ra anh ha. Đúng rồi, nó nở ra. Thôi chắc em phải qua em coi cái gấp nữa anh ơi. À, qua coi cái gấp rồi thì ở bên đây nè, cái gấp nhôm này nè, đó là lý do vì sao á là anh chọn cái gấp nhôm này. Đây em nhìn cái con mà con SB và con RR đúp á, cái sườn nó to vậy nè đó, cái bảng sườn nó rất là bự, còn con RR hai gấp á, cái bảng sườn nó bằng nửa đây à. Có đó. Nửa. Đúng rồi, bằng nửa đó thôi. Dạ. Thì đối với những cái con mà bản sườn bự như nè, mà cái gấp zin của N150 á, nó chỉ khoảng 2/3 cái gấp zin này thôi, nó bằng nhôm mà 2/3 thôi. Cho nên mình nhìn vô mình cũng không có thấy được là nó gồ ghề, nó ngầu. Cho nên á, bởi vì cũng là chơi lâu rồi đó, cái anh mới có cái ý tưởng là vậy, làm sao chọn một cái gấp nhôm mà cho nó phù hợp với cái sườn nó bự. Nhìn nó chắc chắn là một, hai á, là nó đẹp. Em thấy nguyên bản nhôm cong ra rất là đẹp. Đó, cái một gấp là người ta luôn luôn khoái cái này. Rồi ngoài ra cái đặc biệt của cái này nữa là cái gì? Là cái bộ này đây. Thì nếu mà zin của cái gấp này thì ở đây nó không có xài cái bộ màu đen này đâu. Yeah. Mà nó bắt trực tiếp vô dĩa luôn. Thì nếu bắt trực tiếp vậy á thì nó giặt lắm, do nó không có cao su đùm. Nó giặt chạy lâu thời gian á, mau giãn sên với hư sên dĩa. Đó, nhưng mà anh ở đây á, là anh cũng có cải tiến chút xíu là anh lấy cái bộ cùi này nè của thằng cũng là của Honda 400 nhưng mà hiệu khác nữa. Đó, nó xài cao su đùm để anh gắn vô đây. Đó, để cái dòng sên trần này á mà bản sên 520 lớn vậy nè mà em đi không có cao su đùm á nó giặt kêu ghê lắm. Cho nên mình để cao su đùm vô á để cho nó chạy nó nhẹ nhàng. Cái mà em cũng đang quan tâm mà em nghĩ nếu mà anh em nào mà cũng đang có cái ý tưởng về cái bộ gấp này á, là khi mà gắn vào cái khó khăn nhất của nó là gì anh? Cái bảng ngang của cái gấp. Tại vì cái vốn dĩ cái gấp này là của một cái con xe 400 phân khối. Yeah. Cho nên bảng ngang nó lớn lắm. Cái khó khăn nhất làm sao bỏ nó vô và canh sinh trong dĩa ngay.
phải canh sơn trong dĩa ngay được đó. Cái khó là vậy. Mình có đụng chạm gì tới sườn không anh? Không, sườn là sườn zin nha, mình chỉ xử lý toàn bộ là trên gấp hết. Đúng rồi, cũng là cái khó đó. Đúng rồi. Dạ. Đó. À, cái em hỏi cũng hay á, tại anh thấy có bên Thái á, có một số anh em á là anh không biết là người ta làm khác mình, cho nên á người ta can thiệp trên sườn luôn. Đó, người ta sẽ nong bự cái sườn ra tới một cái cỡ, xong cái người ta sẽ xử lý cái gấp để phù hợp cái đó. Nhưng mà anh không làm vậy, xe này vẫn là giữ sườn cự ly đồ y zin hết. Đó. Ngay cả tới mấy con ốc này á là anh vẫn xài zin hết mà. Mấy ốc cốt này đúng rồi. Ốc cốt hay là những cái khâu phe vậy là xài zin hết. Anh chỉ xử lý toàn bộ trên cái này thôi. Trước khi mà Huy sẽ chạy thử chiếc xe này thì Huy cũng muốn anh em hiểu rằng là tại sao giá trị của nó cao như vậy. Cái giá trị cao đây á, là từ những người chơi họ yêu cái lịch sử của nó ở bên nước bạn, và khi nó về đây thì tất nhiên là nó phải có gì khác biệt. Và đối với anh Trung, không những là có cái thời gian rất dài để trải nghiệm nó, hiểu rõ về nó đó, và nó cũng là một đứa con tinh thần của ảnh. Và ngoài những gì ảnh chia sẻ nãy giờ thì anh em cũng thấy là ảnh đã trang bị nhiều món đồ chơi ngoài mà mình nhìn một cái là mình thấy được riêng. Bởi vì anh em cũng thấy quá nhiều ở những bản độ khác Huy từng giới thiệu rồi, như là phuộc Ulin rồi cùng phanh Rambo nè, những thứ nhỏ nhặt nhưng mà vẫn có gì đó giúp chiếc xe nó có cái hiệu suất mọi thứ tốt hơn, từ cái việc nhúng của phuộc sau tới kiểm soát phanh, rà phanh các kiểu này nọ đó. Và nếu như anh em có thắc mắc gì về cái bản độ này thì anh em cứ comment phía bên dưới, và em cũng thay mặt cho ekip Hai Bánh là cảm ơn anh đã dành chút thời gian để cho em với ekip có cơ hội để chia sẻ một cái tâm huyết của mình đối với những người đang xem video clip này. Chúc anh được nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn. Dạ. Ok, thì giờ Huy sẽ test thử con NR150 này để xem thì với hai thì cho 50 thì nó sẽ có cái gì thú vị với những cái món đồ chơi độ cho nó xe. Mong là đạm cái nổ anh em ơi. Ủa? Nổ thì anh em. Đúng là chạy một chiếc ghi đông sport hai thì nó sẽ khác bốn thì rất nhiều anh em. Cảm giác của nó có gì đó rất là phấn khích luôn. Thì cái mà Huy thích trên chiếc xe này nữa là hồi nãy anh Trung có chia sẻ thêm là ở trên đây thì có cái công vệ công nghệ thì RC van gì đó, thì cái công nghệ đó lúc mà ảnh nói thì cảm giác của Huy nó giống như là VVA gì đó, thì nó sẽ giúp là tiết kiệm xăng, nhưng mà khi cần thì cái lỗ van nó sẽ mở to ra để mà cái gia tốc nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó cũng là một cái lợi thế rất là hay luôn, mà trên những chiếc Z hay Sibo nó hay là Novadad thì vẫn chưa có. Công nhận đã thiệt sự. Huy sẽ thử cua một cái ở trong này coi. Cái góc cua thì nó cũng hẹp nha anh em. Chiếc này đi phố thì tôi nghĩ là rất là vui luôn á. Không biết còn nhớ đường để quay lại cái chỗ hồi nãy quay không đó trời.
thiệt. Thì anh Trung mới nói là đi trong phố anh em thì đi số 2, số 3 là nó phiêu nhất. Đi đường nào, đi đường nào, hồi nãy Quy không nhớ luôn. Chết bà rồi, Quy quên mé xong rồi anh em ơi. Bị lạc đường gì quá phiêu với em nói rồi. Chiếc xe này á, thì tâm quý của ảnh, nhưng mà ảnh vẫn là muốn chia sẻ đam mê đó cho anh em nào chi số tiền hơn 300 triệu đồng. Ước gì Quy có 300 triệu Quy sẽ múc em nó ngay. Bây giờ Quy phải kiếm lại cái đường số 7 nè. Ừ, bờ sông bên đó. Thấy rồi, thấy rồi. Mừng quá. Khúc nào ta? Quy không biết khúc nào luôn. Khúc nào, khúc nào, khúc nào, khúc nào. Khúc nào, khúc nào. Không nhớ luôn anh em. Khúc nào, khúc nào, khúc nào, khúc nào. Thấy rồi. Cảm giác rất là đã. Với lại mình cũng yên tâm cái là bánh nó bự anh em. Đó. Nên sướng sướng. Tiếng tằng 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 nghe nó phiêu cực phiêu luôn. Tính ôm cua cả gói mà nghĩ lại xe người ta nên thôi 300 mấy.